Ta chuyển cuộc chiến của Đức Phật Thánh Xu vào Saiyan. Nhiều năm sau, khi học xong xuất thế, đánh ta lăng tiêu, đại náo thiên cung, Như Lai nhìn Tôn Ngộ Không trước mắt, rơi vào trầm tư. Trôi giạt mấy chục ngàn dặm, không biết có đến chỗ vị lão thần tiên không? Chỉ là liếc mắt lần đầu tiên thì trở nên hoàn toàn ngây người. Mọi thứ trên trời dưới đất, trước vị tiên nhân này đều trở nên ảm đạm. Sư phụ, sư phụ, đệ tử đến lễ sư phụ. Xin sư phụ nhận đệ tử làm đồ đệ. Ha, ta đi có yêu quái. Còn biết nói nữa, yêu quái, ta chỉ là một kẻ mù, vừa mới xuyên không đến, không phải sắp chết rồi chứ? Gặp tiên nhân do dự. Con khỉ tưởng lầm là tự mình cắn cốt kỳ kém, lại là cháu của Hồ Tôn, ngoại hình không hấp dẫn, lại vội vã dập đầu xuống đất. Thầy cho chúng ta có duyên trời định. Ta không cha mẹ, một lòng cầu đạo, mong sư phụ thành toàn. Chu Huyền khó xử, hắn hình như chẳng có gì mà dạy yêu quái. Nhưng hắn hình như chẳng có gì để dạy yêu quái. Đắn đo một hồi, Chu Huyền nghĩ chỉ còn cách trước tiên là phải lừa cho được thằng hề này. Chấp nhận cũng coi như xong. Thôi được rồi, ta không có thói quen nhận đồ đệ. Nhưng chúng ta gặp nhau, cũng là có duyên. Đã vậy, nếu con thực lòng muốn theo đạo, thiên địa soi xét, ta sẽ nhận con làm đệ tử. Đệ tử bái kiến sư phụ. Con là yêu quái, lại không cha không mẹ. Có tên là gì chưa? Con không cha mẹ, thì lấy đâu ra tên? Nhưng người thường thấy con thì gọi con là hầu tử vậy. Lúc này làm sư phụ gọi con là tiểu tôn. Con khi cảm thấy cái tên này đặt quá tùy tiện, nhưng cũng nghe hay. Ít nhất mình cũng có tên rồi. Đa tạ sư phụ ban tên. Tiểu tôn à, học đạo giống như luồng kim và lỗ kim. Chỉ có người kiên trì nhất thế gian mới có thể vượt mọi chông gai. Rèn rũa, phấn đấu, sư phụ có thể truyền thụ con phép. Nhưng con phải có ý chí rời non lấp biển, không được có một chút lời biếng. Nếu không, phép thuật này thôi không truyền cũng được. Sư phụ, đạo pháp này có thể trường sinh bất lão không? Học, dĩ nhiên là học. Ừ, không tệ. Đúng như câu nói, đại đạo chí giả, thần thông càng cao cường, càng giản dị như ban đầu, xem ra thì đơn giản, nhưng thật ra là chẳng có gì hay. Là căn bản của sự tu luyện. Cho dù là thần tiên hay thế tục, đều không thể không có một cơ thể cường tráng mới có thể đánh đâu thằng đó. Đệ tử hiểu rõ, nhưng sư phụ, có liên quan gì giữa cơ thể cường tráng và pháp môn trường sinh bất lão? Cơ thể tốt có thể trường sinh bất lão sao? Ngu ngốc quá, trong một kiếp trước của con, hãy xem những người phàm tục đó, kẻ nào thân cường lực tráng có phải sống lâu hơn kẻ già yếu bệnh tật không? Khi thể xác đạt tới một cảnh giới nhất định, tự nhiên sẽ trường sinh bất lão. Sống cùng với trời đất, một đạo lý đơn giản như vậy, sao lại không hiểu nổi? Lúc này, con khỉ bỗng nhiên hiểu ra, chẳng hề thấy mình bị mắng. Ngược lại thì ta thấy sư phụ nói đúng. Xin sư phụ chỉ bảo cho ta cách luyện thể. Con đường luyện thể của thầy là một thần thông đại pháp. Muốn học thần thông này, cần tập luyện từ những bài tập đơn giản nhất. Trên trời có tới hàng triệu tiên Phật thánh nhân. Phải từng bước một, bắt đầu từ phần cơ bản. Đệ tử xin nguyện bắt đầu từ những điều cơ bản. Ồ, tốt lắm, rất tốt. Huấn luyện dù rất đơn giản, nhưng ngươi cần kiên trì. Trước hết, người hãy hít đất 2 canh giờ rưỡi, tiếp tục chạy bộ quanh khu vực này thêm 2 vòng rưỡi. Vâng, thưa sư phụ. Chờ chút, cháu nội à, muốn đảm bảo rằng người đã thực sự chạy hết 2 vòng rưỡi, thuận tiện hái những loại trái cây mọc khắp đảo, hái 2 cân rưỡi xuống, cần kiểm tra sau khi lấy mẫu. Vâng, sư phụ. Sư phụ, đây là hoa của ngài muốn. Sư phụ, bước tiếp theo ta sẽ luyện bài gì? Tối nay chúng ta học văn hóa. Các môn văn hóa thường gọi là, thực ra là tiểu thuyết Chu Huyền từng đọc trước khi xuyên không. Gần như mọi tiểu thuyết tu tiên huyền huyễn hay thổi phồng năng lực của nhân vật chính lên tận trời để thu hút độc giả, Chu Huyền liền trực tiếp lấy ra dùng, là môn học có trong chương trình văn hóa. Rất nhanh Chu Huyền dạy đều đã được con khỉ học hết. Tốt tốt. Nhưng tiểu tôn à, giờ thì con đã đến bình cảnh rồi, còn thiếu chút gì đó để đột phá. Sư phụ xin hãy dạy, đồ nhi chắc chắn sẽ nỗ lực cải thiện. Thực chiến, ha? Không sai, người khuyết thiếu thực chiến. Chẳng lẽ, sư phụ rốt cục đích thân ra tay, hướng dẫn cho bản thân những kiến thức thực chiến. Gần 2 tháng rưỡi chung sống, khi chưa từng thực sự thấy sư phụ động thủ. Ta biết người đang nghĩ gì, nhưng thực chiến thực sự là cuộc chiến sống còn, không phải người chết chính là ta mất mạng. Vi sư cùng ngươi so chiêu, không bao giờ đạt được hiệu quả thực sự của chiến đấu thực tế. Do đó, ngươi đã nếu muốn thật sự kinh nghiệm thực chiến, đi chiến đấu với yêu thú ở Thái Hư Thiên. Hòn đảo này là nơi trú ngụ của nhiều yêu ma, phù hợp với việc luyện tập của ngươi. Sư phụ, đệ tử tu luyện đã một thời gian, sức mạnh sẽ được tăng cường, nhưng chưa tu luyện thần thông. Quý sư phụ cho con xin pháp. Chu Huyền sửng sốt một lát, hắn thực sự không biết cách tu luyện thần thông. Chỉ tùy ý lấy một cuốn sách vớ được ở đâu đó. Ta có một động tác khí công khá đơn giản. Lấy đi. Kami Kami Kameha. Mình đi mạnh lắm, biết được chiêu này. Lần này thẩm tra sức chiến đấu xem chừng khá nhẹ nhàng. Ngươi là con hầu yêu đánh hư động phủ của ta. Không tệ. Ta tiểu tâm làm hỏng động phủ của ngươi. Hãy bỏ qua nếu có gì xúc phạm hữu, đừng để bụng. Nếu lời xin lỗi có tác dụng, tìm ngươi để làm gì nữa thần tiên đạo sĩ?
你找死。Thầy nói đúng mà. Thể lực mạnh mẽ, bất kể là đứa nào đều có thể hết sức đánh bại. Con quái thú, yếu quá. Phải tìm một đối thủ xứng tầm thôi. Trên đường đi, khi đấu với một vài yêu quái, nhưng thực lực cũng chỉ như chồn vàng trước đó là không qua được vài hiệp, rồi bị chính tay hắn giết chết thê thảm. Điều này làm cho con khỉ có chút thất vọng. Dù sao đi chăng nữa, vậy thì cũng không có kinh nghiệm thực chiến. Phải tìm một con yêu quái có thực lực cân bằng ta để luyện tập mới được. Ma khí lớn như vậy, không nghĩ rằng Thái Hư Thiên còn có nơi như vậy. Con yêu này đúng là không yếu. Là trực tiếp tới cửa đánh hắn, hoặc là tìm lý do. Lý do yêu khí của hắn làm ông nhiễm môi trường cũng rất hợp lý. Quên đi, hay là trực tiếp đánh tới cửa đi. Nói là định so tài với gã, xem thái độ của hắn ta như thế nào. Đạo hữu nào không tự nguyện đến, xin hiện thân diện kiến. Con khỉ, ngươi đến từ đâu? Xem đạo hữu không giống Thái Hư Thiên bản đế yêu quái. Ngươi không biết đây là địa bàn của ta sao? Ta là đặc biệt tới tìm ngươi. Ngươi tìm ta làm gì? Nếu như trước đây người gấu nâu to con này đã từng xúc phạm đến cậu, tóm lại là ta đền bù cho ngươi một món quà. Không cần phải đền bù lễ nghĩa. Ta tới đây muốn hỏi đạo hữu vài câu, trao đổi về phương pháp học. Ngươi muốn đánh một trận với ta sao? Xin lỗi, ta không muốn đi cùng lão hùng. Ta thấy ngươi có phần tu vi, thực lực không yếu, nhưng lại ở nơi này làm yêu quái giữ núi, không chịu hiểu về đại đạo, tu hành chính cửa. Vậy sớm muộn chi cũng bị các vị tiên đi qua, một trưởng đưa người đánh chết, một thân đạo hạnh đều hóa cho bụi. Được thôi, bình thường lão hùng thấy ngươi cũng có chút đạo, nhường nhịn ba phần. Ai ngờ lời nói của ngươi lại thúc ép, bắt nạt cầu quá đáng. Vậy thì cùng nhau cố gắng làm một trận. Không ngờ lại là đối thủ mạnh, hóa ra lại là một của hồng mềm, yếu đến không chịu được. Đây chính là thần thông. Thần thông, đây mới là chân chính thần thông. Quá mạnh, quá khủng khiếp. Không được, cái con khỉ này sức mạnh quỷ dị, sở hữu những phép lạ như vậy. Sư phụ của hắn chắc chắn là người mạnh. Cần bình tĩnh lại, thân thiện không thể lấy đó làm địch. Đừng đánh nhau nữa. Ta đầu hàng còn chưa được sao? Hắn khi ơi, con gấu nâu này biết lỗi rồi. Đạo hữu, chúng ta mới chỉ mới giao đấu như vậy thôi, tại sao không nên đánh nhau? Thôi không đánh nữa đâu, tất cả đều là lỗi của ta, không đánh nữa thật. Hãy đứng thẳng lên cho ta, tiếp tục đánh. Tề Thiên Đại Thánh, ta chỉ muốn sống tốt ở vùng núi đen thổ này. Ngươi nếu thật muốn đánh ta, tao sẽ không trả đùa. Thôi, hôm nay tao không kiếm chuyện với mày nữa. Được rồi, lão hùng, ta cũng ở Thái Hư Thiên, ngươi cũng được coi như hàng xóm, sau này ngươi thường đến thăm ta nhé. Lão hùng, mộ lão tôn cũng không làm khó ngươi, chỉ cần ngươi tập cùng ta, ta sẽ truyền cho ngươi một bài khẩu quyết luyện khí. Cái gì? Đối với loài gấu nâu, đó không chỉ đơn giản là bí quyết luyện khí. Lúc này trong lòng hắn vô cùng kích động, quá xúc động đến mức không nói nên lời. Rồi lại mấy ngày trôi qua, tất cả yêu quái ở Thái Hư Thiên đều bị hầu tử đánh bại. Thần thông cũng vô tác dụng, những con yêu quái đó không thể chống trả. Quá thấp, nâng cao năng lực chẳng có cách nào cả. Chỉ có cách làm cho con gấu giảm mạnh hơn. Mình mới gặp đối thủ. Đồng thời Tàng Nguyệt Tam Tinh Động, Linh Đài Phương Thốn Sơn, Bồ Đề Tổ Sư đột nhiên cảm thấy trong lòng hơi rung động. Dường như kết quả diễn biến tự nhiên nào đó đã lệch khỏi suy luận của hắn. Không, cảm giác này giống như lạc sang nhà bà ngoại. Chính xác là đại năng phương nào? Giả mạo ở đây. Con khỉ đột, có vẻ như đến muộn hơn đôi chút. Sư phụ, đệ tử đã hoàn thành khóa huấn luyện trở về. Trở về an toàn nhé. Thưa sư phụ, vừa rồi đệ tử về, nhưng phát hiện thấy sư phụ đang thở dài. Sư phụ rốt cuộc vì sao lại than thở? Xin hỏi đệ tử có thể giúp sư phụ giải quyết rắc rối hay không? Thực ra không có gì, chỉ là tồn tại như người vượt thời gian. Mỗi ngày không ăn trái cây thì cũng ăn cá nướng, ăn không còn cảm thấy đủ ngon. Một số thực phẩm hơi quá mộc mạc, không có dầu mỡ, không có bột ngọt. Cách làm cũng thô sơ dài dòng. Ta hỏi ngươi đây,
Đã bao lâu kể từ khi người đến Thái Hư Thiên, không biết còn bao nhiêu thì giờ. Nhưng tâm đệ tử vẫn ghi nhớ, cô giáo đã dạy 25 tiết học văn học, 25 buổi học về văn hóa. Hồi đó hẳn là cách đây 2 năm rưỡi, thế nay truyền đạo thụ nghiệp. Ngươi cũng coi như có chút đạo pháp, vẫn làm ta hài lòng. Chỉ là... đừng hoảng sợ khi bán, sư phụ không hề bất mãn với cho, vì mời đến Thái Hư Thiên. 3 bữa một ngày, ăn thì ăn trái cây, mà là cá, còn chút nối tiếc thôi. Sư phụ đồ nhi xấu hổ, không sao. Chưa đầy 1 năm, tiểu tôn đừng ấy náy trong lòng, tránh để ảnh hưởng đến đạo tâm. Ngươi ở dưới trước ta được 1 năm nay, vừa không có hiệu, cũng không có tên. Được thôi, ngươi hãy đổi tên cho sư phụ. Đột nhiên lòng khỉ có chút bất an, sợ sư tôn lại đặt một cái tên như đại hổ hay anh hầu vậy. Xin sư phụ ban tên. Ta có 3 cái tên, ngươi tự chọn 1 cái nhé. 3 cái tên của sư phụ là gì? Tên đầu tiên là hành giả tôn. Sư phụ này tên gì có ý nghĩa gì? Không có hành giả tôn từ thời kỳ thần khí thượng cổ, Tề Thiên Đại Thánh tự đặt cho mình pháp hiệu, mang ý nghĩa con đường tu hành của mình trắc trở, gian nan, phải đối xử với việc tu hành như là một hành giả, có thể gọi là kẻ hành tẩu. Tôn giả hành, hành tôn giả. Nếu ngươi không thích, lưu ý trước những tên này, dùng để dự phòng. Tên thứ 3 đổi thành Lục Tiểu Linh Đồng. Sư phụ tên này phải chăng là một tiên thiên lệnh nào đó từ thời thượng cổ? Khi là tiền bối của ta. Vậy thì nếu 2 cái kia ngươi không thích lắm, thế là ta đặt tên cho con là Ngộ Không. Trước kia gọi ngươi là chú Tôn, Tôn là họ của ngươi. Tên đầy đủ Tôn Ngộ Không. Ngộ Không, Tôn Ngộ Không. Bất thình lình, cái tên như một tia chớp lóe qua, chính xác không sai lệch gì đã đánh trúng trung tâm của trái tim con khỉ, khiến ngươi cứ bận tâm. Ngươi có vẻ hài lòng với cái tên này. Được đấy, vậy hãy để ta đặt tên cho ngươi là thế này. Ta ơn sư tôn ban cho cái tên. Ta bảo lão Hùng này, có phải không có món ăn nào ngon hơn không vậy? Hầu ca ơi, liệu những món ăn thịnh soạn như vậy còn chưa ưng ý sao? Ta đây còn trông mong dâng lên sư phụ một bàn đồ sơn hào hải vị. Những điều này không được như vậy, thì ra là sư phụ hiếu thảo. Chú khỉ, ở đây ngươi có nhiều trái dại và thịt thú lắm, tất nhiên không vào được pháp nhãn của sư tôn. Nhưng ta biết có một địa điểm tuyệt vời, có nhiều món ăn vô tận để thưởng thức. Nói cho mọi người nghe nào, kể đi nghe coi. Phương Tân Hải tất nhiên. Ta là Thăng Long Vương Đảo Kim Quy, huynh đệ gấu nâu ra đây gặp mặt. Đây là vua rồng gần đó, hắn ta đột phá chân tiên rồi. Chân tiên, đây mới chính là tiên chân chính. Mặc dù khi tập luyện đã hơn 2 năm rưỡi, nhưng sư phụ không nói với hắn tiên đạo của thế giới này. Sợ rằng người ta sẽ thấy con đường phía trước khó khăn mà từ bỏ. 4 cảnh giới tu tiên, dẫn khí nhập vào cơ thể, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo. Bây giờ ngươi và ta đều đang ở cảnh giới luyện hư hợp đạo. Hợp đạo sau là chân tiên. Vậy là như vậy. Nếu vậy, vậy thì ta sẽ đi gặp Tề Long Vương. Tên gấu ngựa này đúng là không biết tốt xấu. Bọn ta tự mình tới cửa mời, hắn ta bắt ta đứng bên ngoài chờ đợi, chẳng có hồi âm nào cả. Đạo hữu là Xích Long đừng vội. Ta xem qua hang động của đạo hữu gấu xám, có một luồng khí mạnh mẽ khác, có lẽ là đang chiêu đãi các đại yêu khác. Công việc nhiều nên không thể đến đón. Hắn chiêu đãi yêu quái nào? Có kẻ nào mà còn cao quý hơn cả Long tộc? Thật sự cũng không coi trọng con rồng. Của thực lẽ nào có cái lý ấy? Thực sự xin lỗi Tề Long Vương. Huynh trưởng ta đến. Xin lỗi đã làm 2 người phải ấm ức. Lão Hùng cho 2 vị Long Vương xin lỗi. 2 vị Long Vương, tiểu yêu là yêu quái đến từ Thủy Liên Động, Hoa Quả Sơn, Đông Thắng Thần Châu. Vị đạo hiệu là Ngộ Không, nên biết đại đa số yêu quái ngay cả tên theo thân thế của nhau gọi như thế, giống như gấu nâu chính là đạo sĩ gấu nâu. Chú khỉ là quái vật có đạo hiệu, có nghĩa là có một lý lịch sư phạm, không giống như những yêu quái ngoài đó, không giống các đạo hữu có sự chuyên ngoài. Sư phụ của người rốt cuộc là người như thế nào? Hãy kể cho ta nghe. Lãnh địa rộng lớn của rồng, gặp vô số thần tiên, có lẽ chúng ta còn biết cả nguồn gốc của sư phụ người nữa. Tiểu Long người thật vô lễ, thấy ta là người như thế nào? Chẳng phải là do hắn có thể bình luận sao? Cho cháu. Vậy đây là uy lực của rồng sao? Khí thế to lớn. Lão Hùng lùi xuống, để ta ra đón đòn này. Ta phải xem ngươi nhận ra điều gì. Ngươi sư môn đó kế thừa từ đâu? Ôi chao vua rồng, thanh đá này của ta có lọt vào pháp nhãn của ngươi không? Tạm ổn. Được rồi, 2 vị đạo hữu, xin đừng làm tổn thương sự hòa thuận. Đạo hữu Ngộ Không, ngươi của ta, con rồng lửa này, chỉ là bẩm sinh tính khí nóng này. Vừa rồi thấy đạo hữu thần thông phi phàm, tất nhiên muốn giao thủ một phen, không đánh không quen biết. Khi đã thấy thần thông rồi, nên nói chuyện chính sự rồi. Đúng là tốt. Ta từ Thái Hư Thiên đến, chúng ta muốn mời 3 vị đến phủ của ta để làm khách.
Tiệc thành tiên của ta. Làm sao thiếu hai vị yêu hùng? Long Vương khách sáo rồi. Chúng ta nhất định sẽ đến. Thật không hổ là người có huyết mạch chân long thời thượng cổ. Đột phá chân tiên trong nháy mắt. Thực khiến chúng ta ngưỡng mộ. Chỉ là may mắn thôi. Hai vị đạo hữu, chúng ta cũng cần mời những người khác. Ta sẽ từ biệt trước. Hẹn gặp lại. Chủ gấu già đi bắt vài con cá cho sư phụ. Được rồi, hầu ca. Đứng lại. Cái chết tiệt, đây là thủy quân của Long Quân Tây Hải. Đây là địa phận của trẫm ở cung điện của Đức Vua Tây Hải. Yêu quái tạp nham chớ ở đây bắt cá. Đại thánh ta đã câu cá ở đây hơn một năm nay. Còn các người cư dân Tây Hải Long Cung, nếu muốn bắt cá, ta không ngăn cản mấy người đâu. Tại sao lại không được phép đánh cá? Đây là lãnh thổ cung điện rồng của ta. Đừng nói vùng biển này. Toàn bộ vùng biển Tây đều thuộc về chúng ta. Xin đại tiên phong làm việc phúc đức. Chúng ta chỉ bắt được lần này thôi. Có hành lý pháp chính, sẽ không mất quá nhiều thời gian. Đám yêu quái không phải ngựa không phải lừa các ngươi. Các ngươi có tư cách gì mà mặc cả với Long Cung? Mau cút khỏi đây. Đừng ép người ta quá mức. Đừng lo, chúng ta đánh cá tươi về. Hắn, một tiểu tiên phong vừa mới bước vào hợp đạo kỳ. Gà lông xù. Tập hợp. A. À. Dám chiêu ngươi hùng ra ra. Hãy kiên cường lên. Đợi ta tiêu diệt những tôm tép này liền tới giúp ngươi. Con khỉ này sao lại coi thường trận pháp của chúng ta? Cố gắng lên huynh đệ. Đi giết chơi hắn. Giết chết hắn lại đi giúp tiên phong cả diệt tông. Chủ gấu thân yêu. Như lúc bình thường ta dạy cho ngươi vậy. Cho hắn ta một cái lớn. Kamikameha. Thế này thì quá tự tin. Tiên phong đại ca đã ngỏm củ tỏi rồi. Chạy nhanh lên nào. Đừng chạy, chơi với ta thêm chút nữa. Chúng ta đã giết chết tiên phong của cung điện Long Vương. Nếu Long Cung tìm đến, thế này thì khó giải quyết rồi. Sợ gì, người sống còn có thể bị nước tiểu làm chết ngạt ư. Nhưng, đánh rồi thì có thể làm sao đây? Gặp binh thì chống, gặp nước thì chắn. Họ dám đến, chỉ cần làm cho xong thôi. Bác cả khí ạ, ta đây là Lão Hùng. Rất cảm ơn sư phụ đã trông coi tu luyện pháp đó. Gần đây cũng có những kết quả không hề nhỏ. Đang nghĩ sẽ tự thân đi bái kiến sư tôn, để bày tỏ lòng biết ơn. Vâng, ta sẽ đi làm sạch cá. Hãy theo ta. Ngươi vừa nói, có hai yêu quái lớn gây hỗn loạn ở đây. Đúng thế, một con gấu với một con khỉ. Hai người không biết từ đâu đến. Cả hai đều sở hữu sức mạnh siêu nhiên, binh pháp vô hiệu. Hiển nhiên một cái mãng phu. Hai tên yêu quái kia thật tàn bạo. Đợi ta bắt lấy chúng sẽ bị chìm trong suốt đời không bao giờ trở mình. Đàn gấu này được sư phụ chiếu cố, gần như vĩnh viễn chọn đời là đại kỳ của mãi mãi. Kể từ khi khỉ đưa gấu nâu trở về bái sư, hai người ở Thái Hư Thiên lại tu luyện thêm 2 tháng rưỡi nữa. Khỉ sắp đột phá cảnh giới chân tiên. Đây rốt cuộc là thứ gì vậy? Có lẽ vị đạo hữu này đang ở cảnh giới ổn định. Nếu đã vậy thì Tiểu Long xin không quấy rầy. Chúc mừng sư huynh đắc đạo thành tiên. Ngươi cũng không cần nóng vội. Có sự hướng dẫn về đạo nghiệp của sư phụ, thành tiên là chuyện sớm muộn thôi. Không có gì đáng để ghen tị. Tề Thiên Đại Thánh, có thủ thuật nhỏ nào để tu thành chân tiên không? Kỹ thuật gì? Vượt kiếp có khó không? Thế không phải chỉ cần có tay thôi sao? Tiếng sấm sét bất thường này từ biển Tây truyền đến. Đích thực có bảo bối nào dáng thế không? Trừ phi tu tiên bẩm sinh thì mới có thể. Nếu không sao có thể làm rầm rộ như thế được. Có lẽ đó là dấu hiệu chuẩn bị đón nhận tai kiếp. Dấu hiệu báo hiệu lượng kiếp sắp xuất hiện. Đến sớm. Điểm gở. Làm thế nào đây? Đừng có ăn nói bừa bãi. Thiên đình cùng ta cùng nhau mưu đồ Tây Du cộng tất thầy 13 nguyên hội. Có thể nói là không có 1 trên 10 ngàn. Tại sao kiếp nạn lại xuất hiện sớm như vậy? Bất kể là thần thánh nào độ kiếp, kho báu nào sắp ra mắt, hiện nay cần quan tâm hơn đến chuyện Tây Du. Đại thánh, người cũng đã tu thành chân tiên. Thiên tiên, chẳng lẽ không mở tiệc đắc đạo ở Thái Hư Thiên? Người khác mở bữa tiệc thăng tiên, chỉ vì mơ ước cả đời của họ chỉ dừng lại ở chân tiên. Ta đẳng thân phụ thần thông, phải có hoài bão lớn. Đừng chỉ chăm chăm nhìn vào cái trước mắt. Ngươi có từng nghĩ đến? Hắn ra ta muốn mở yến tiệc thăng tiên nhưng không thành. Kính xin tuân theo lời dạy của sư phụ. Thành tiên có khó không? Lão tôn ta năm đó cũng là con khỉ rốt nát. Nghe theo lời chỉ bảo của sư phụ, vừa rồi một sáng bừng tỉnh. Cơ bản của ngươi cũng không tệ đâu. Được thầy chỉ giáo trong quá trình tu luyện, vấn đề chỉ là có thành tiên được hay không. Cần gì phải ghen tị với Tề Vương.
Tại sao vùng biển này lại xuất hiện yêu vương? Đi, chúng ta cùng qua đó xem. Nhìn kìa, lại có yêu vương đến. Thiên tiên cảnh. Một đại yêu hợp đạo. Hai huynh đệ, các ngươi cũng được Tây Hải Long Vương mời. Những vị khách đến thăm. Xem bản lĩnh xuất chúng của hai người hùng của đúng là danh bất hư truyền. Cả Tây Hải chỉ có Long Cung là mời được. Vị đại vương này có vẻ như xuất thân từ một gia tộc lớn. Tên tuổi của người là... Haha, bổn nhân ở Nam Thiên Bộ Châu, được quốc độ loài người gọi là Sư Đà Vương. Ta đến từ phương Đông Thắng Thần Châu. Còn về sư đệ của ta là Hùng Bá, vốn dĩ chính là người bạn xứ Tây Hải. Bấy giờ, đại vương nói rằng các vị được Tây Hải Long Cung mời trượt. Nhưng ta và Hầu Ca nhận thiếp mời của Long Vương đằng. Có phải ngươi nhầm không? Có vẻ là các ngươi chưa biết. Cung điện của Long Vương ở biển Tây gần đây đã xuất hiện hai vị chân tiên, Long Vương Tam Thái Tử. Một vị khác chính là Tăng Long Vương. Tiên yến của hai vị hợp tác chung nhau. Bất luận là người đã nhận được lời mời của Long Cung hay là giấy mời của Đằng Long Vương, đều như nhau cùng. Nghe được lời này, Hùng Bá bắt đầu thấy chột dạ. Sau tất cả, tập trước họ đã tiễn Tây Hải Tiên Phong ca thoát khỏi chương trình. Thì ra là thế, vậy bọn ta cùng đi nào. Quý vị chờ trong giây lát, còn một vị khách quý chưa đến. Cái này gọi là rắn dữ gặp phải gậy. Quá tức, chúng ta đợi dự tiệc, đứng như một tên đầy tớ, ra thể thống gì? Cung điện của rồng có thực sự mời tới 4 vị thiên vương không? Làm cho hoành tráng. Bằng cách nào, nếu thực sự mời tứ đại thiên vương? Ta đã ăn hết cả con đường thủy lãng nhà này rồi. Không vội, đợi xem người khách quý là ai. Nếu thực sự là thần tiên cấp bậc thiên vương, thì ta là Sư Đà Sinh cũng cam lòng làm lá xanh. Bạch, Bạch Liên đồng tử. Quả nhiên là hắn ta. Điều đó cho thấy Long Cung coi trọng điều đó. Làm nghi thức to tát vậy. Một nhóm sinh vật cấp thấp kết tụ lại để giữ ấm cho nhau mà thôi. Chào mừng Bạch Liên Thượng Tiên. Ngươi là Long Vương nào vậy? Trong, ta là Long Vương đỏ của hang động thần diệu trên đảo đỏ. Nghe, đã nghe đến Bạch Liên Thượng Tiên đích thân giả lâm. Đặc biệt đến nghênh tiếp. Trung kỳ hợp đạo, ngươi xứng đáng được gọi là Long Vương sao? Được, được, Thượng Tiên nói đúng. Phải, chính là hắn ta. Chuyện gì thế? Đó chính là con quái vật gấu này. Lần trước và một con khỉ. Xưa kia ta là một kẻ mù, nhưng lại biến phép đầu chiến thánh Phật thành siêu cấp Saiyan. Vài năm sau, con khỉ học xong võ công xuất thế, đập nát Lăng Tiêu. Như Lai thấy Tôn Ngộ Không trước mặt, liền đắm chìm vào trong suy tư. Chuyện gì đã xảy ra? Chính hắn đã giết chết tướng lĩnh của Long Cung. Thật không biết xấu hổ. Huynh đệ Ngao Liệt, đây chính là sư đệ của ta. Vị đồng chí tôn binh này của các ngươi nói rằng một gấu, một khỉ đã giết chết tướng lĩnh của Long Cung. Đã giết không ít binh lính. Chắc chắn có sự hiểu lầm gì đó thì phải. Không phải hắn. Có chắc không? Tấu điện hạ, thần tuyệt đối không nhìn nhầm. Khi đó, tên khỉ đầu chọc giết hại chúng thần vô cùng tàn bạo và hung hăng. Hoàn toàn là một yêu hầu. Tuyệt đối không phải là vị hầu tiên đại nhân này. Ta biết đây là một sự hiểu lầm mà. Hai vị đạo hữu này đều là đại yêu đắc đạo. Đạo hữu Mộ không còn là tu sĩ chân tiên. Đạo hữu Hùng Phách không lâu nữa cũng sẽ bước vào cảnh giới chân tiên. Sao lại vô duyên vô cớ ra tay với một nhóm tông binh, qua tướng chứ? Nếu chân tiên ra tay, thì cũng không đến nỗi để lại người sống. Xem ra thực sự là một sự hiểu lầm. Dù sao thì cũng đại sư đệ của ta trông có vẻ đáng sợ. Làm cho vị tông binh này hoảng sợ. Các vị thần tiên, yêu vương, chủ tông phái nhân tộc, những người có mặt tại đây hôm nay đều không phải là nhân vật tầm thường. Có thể tập trung đông đủ ở đây thực sự là duyên phận không hề nhỏ. Để chúc mừng Tam Thái Tử Ngao Liệt cùng Đằng Long Vương đột phá chân tiên, các vị có thể cùng hai người so tài một chút. Chỉ bảo cho họ đôi điều. Vì đã muốn so tài, thế thì chơi lớn đi. Mấy món tiên khí ấy là cái quỷ gì cơ? Ta cũng có một món bảo vật còn sống. Ai có thể phân định được thắng thua cuối cùng? Khi bảo vật còn sống đó thuộc về người đó, kẻ đến đều là người tiếng tăm lừng lẫy. Thế nên phải làm theo luật của Hồng Hoang. Kẻ mạnh là kẻ được tôn trọng. Có ai đến lãnh giáo thủ đoạn của Long tộc ta không? Trẻ thử sức không sợ hổ. Đừng nhìn tưởng rằng vừa rồi chỉ là một hiểu lầm, nhưng thực ra sự hoài nghi về bọn khỉ vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan. Lao hầu ta đúng là đang ngửa ngáy tay chân, không muốn bị tụi bay coi thường. Để ta làm kẻ đầu tiên. Ngươi chỉ là yêu quái hợp đạo cảnh mà cũng dám đến lãnh giáo thủ đoạn của ta ư? Không thử làm sao biết được. Được rồi, trước tiên thì thử kiếm thuật lên người đã. Yêu Hùng, ngươi có vũ khí không? Nếu không có thì có thể mượn ở Long Cung một cái. Không cần, tên này thật quá tự phụ.
Thế mà ngay cả vũ khí cũng không cần. Đạo hữu mộ không nghĩ sao? Con có thể nghĩ sao? Dùng mắt để nhìn, nếu sư đệ ta ra tay thì chỉ có nước chịu chết. Quyền coi như là cho sư đệ thêm bài học, cho sư đệ hiểu được sự chênh lệch giữa chân tiên và hợp đạo. Ngươi tự chuốc lấy đau thương, ngươi phải cẩn thận rồi. Nhưng thực lực của tam thái tử này thực sự không đơn giản. Vừa mới đột phá chân tiên mà thân thể đã ngưng thực và vững chắc đến mức như vậy. Sức lực không nhỏ, chỉ dùng thân thịt bình thường đã có thể ngăn cản một kích của tiên khí thượng phẩm. Đây rốt cuộc là thể chất gì? Đến hai. Sư đệ, đủ rồi. Cố nhiên là kiếm khí vô cùng sắc bén. Là ta thua rồi. Ta sẽ nể mặt Long Thái Tử một lần. Nhưng mà biểu diễn của ngươi có cần phải khoa trương như vậy không? Tam Thái Tử, thắng. Nghe nói vị Tam Thái Tử Tây Hải Long Cung này là thiên tài có 102 trong vạn năm. Kết quả, có thế thôi sao? Long Cung đúng là đã suy tàn rồi. Xem ra Liệt Nhi vẫn phải tu luyện thêm một thời gian nữa. Không thể để cho hắn rời đi. Cuộc thi đấu sau đó thì không có gì đáng nói nữa. Đăng Long Vương và Tam Thái Tử đều giành được một số trận thắng, nhưng mà cuối cùng thì đều thảm bại dưới tay các tu sĩ ở chân tiên thời kỳ. Còn các tu sĩ ở chân tiên thời kỳ cuối thì đương nhiên là đều thua dưới tay Thiên Giáp. Nhưng mà người chiến đấu đến cuối cùng tất nhiên không ai khác ngoài Sư Đà Vương, vị yêu vương tuyệt thế này. Vị đạo huynh Bạch Liên, huynh đây là ý gì? Huynh sẽ không nỡ lòng từ bỏ linh bảo hậu thiên đó chứ? Một linh bảo hậu thiên phẩm cấp thấp, không xứng đáng để ta phá vỡ lời hứa. Thấy huynh thực lực mạnh nhất ở đây, ta lên đây chơi với huynh cũng không hẳn là phá vỡ quy củ. Tiên thượng muốn thi triển thần thông, tự nhiên là được. Ta tu luyện Phật pháp đấu chiến thắng thành Tôn Ngộ Không siêu cấp. Vài năm sau, khi hoàn thành học tập, xuất hiện đập vỡ Lăng Tiêu, đại náo thiên cung. Như Lai nhìn Tôn Ngộ Không trước mắt, rơi vào trầm tư suy nghĩ. Vì đạo hữu Bạch Liên đã coi trọng bọn ta, bọn ta cũng không giấu giếm nữa. Rất tốt, huynh rất thông minh. Hám Sơn, đây là pháp chấn động Sơn Hà. Tuy không biết người tu luyện pháp thuật rời núi lấp biển này từ đâu, nhưng cũng chỉ là một phần mà thôi. Ta sẽ cho ngươi thấy thế nào mới là rời núi lấp biển thực sự. Ngươi cười gì vậy? Ta cười Bạch Liên đạo pháp đã đánh bại bọn quái vật tầm thường của chúng ta. Như vậy, quả thực đã làm nhục thần thông của đạo hữu Bạch Liên rồi. Thực lực tí hon này của ta vẫn chưa xứng đáng để đạo hữu phải ra tay. Nhưng người ta vẫn nói, núi cao còn có núi cao. Kẻ mạnh trong yêu tộc chúng ta không bao giờ hết. Bần đạo chỉ có sơ nói thiện. Đạo hữu thắng ta thì dễ như trở bàn tay. Có vẻ như sẽ hơi uổng phí sức lực. Chẳng lẽ trong số yêu vương có mặt còn có người lợi hại hơn Sư Đà Vương sao? Tất nhiên là như vậy. Vị này chính là con khỉ mà ta trên đường gặp. Thần thông kinh người, không kém gì bần đạo. Hắn là người mạnh nhất trong số đại yêu có mặt ở đây. Đã rằng Sư Đà Vương nói ngươi là yêu vương mạnh nhất thì đúng như vậy. Hầu ca, không bằng ngươi lên đấu vài chiêu với ta. Được, đã rằng đạo hữu Bạch Liên mời. Vậy lão tôn này sẽ đấu vài chiêu với ngươi. Ha ha, yêu quái vẫn chỉ là yêu quái. Chỉ biết dùng lực thô, không hiểu thần thông là gì. Được thôi, bản tiên sẽ cho người thua tâm phục khẩu phục. Yêu thế như vậy sao? Đồng tử Bạch Liên đã bị đánh đến ngất đi ư? Long Vương, như vậy coi như lão tôn thắng đúng không? Trả bảo vật cho ta, ta còn phải gấp về bài kiến sư phụ. Vâng, vâng. Thật ra, mấy thứ tiên khí này chẳng đáng kể gì. Liệt Nguyên, mau đi kho lấy một món vũ khí có độ bền tuyệt hảo. Thôi vũ khí kệ đi, sư phụ thích dùng tay không hơn. Thôi đổi thành một ít linh căn đi. Được, Liệt Nhi, đi lấy linh căn tốt nhất. Lão Long Vương, núi không quay nhưng nước sẽ quay. Mai mốt gặp lại. Vâng, thánh thượng đi thông thả. Sư đệ, có người theo đuôi. Chắc nhắm vào bảo vật trên người ta. Mình đừng về Thái Hư Thiên vội. Dẫn hắn đi đường vòng, miễn hắn biết mình đã phát hiện hắn.
là biết khó mà lui. Hình như là Hầu ca đã đi rồi. Cố nhiên là hai yêu quái thiển cận ngu dốt. Một phép ẩn nấp đơn giản đã lẩn tránh được thần thức thăm dò. Sư phụ, đây là chúng ta từ cung long trông không? Hóa độ được từ bồ thí người ăn lúc còn nóng. Ừ, ngon đấy, ngon đấy. Đây là thành phẩm gần đây của vi sư. Thực ra cũng chẳng có gì hiếm lạ. Cứ tặng cho hai đứa. Cho cả ta nữa đi. Chuyện gì đây, ngộ đạo sao? Không thể nào. Một tờ giấy có thể khiến yêu quái ngộ đạo. Nghe chưa từng thấy. Xem ra vị này chính là sư phụ của chúng. Không ngờ lại là người phàm. Sư phụ của hai yêu quái mà lại là người phàm. Sao lại có chuyện đó được? Còn là người mù. Không được, ta nhất định phải kiếm cơ hội. Được tận mắt chứng kiến bức chữ đó. Xem chữ đó rốt cuộc có gì kỳ lạ. Ngày hôm đó, Tôn Ngộ không rời đi. Chỉ còn lại một mình Hùng Phách trấn thủ Thái Hư Thiên. Bạch Liên biết rằng cơ hội của mình đã đến. Mạnh mẽ như vậy, chả lẽ người này đang giả heo ăn thịt hổ? Vậy thì, hay là ta cũng giả vờ bái người này làm thầy? Thử xem sao. Nếu đã bái sư, thì phải chuẩn bị lễ bái sư. Đi tay không thì chẳng hay. Ta vốn là một người mù, nhưng lại biến phép đầu chiến thánh Phật thành siêu cấp Saiyan. Vài năm sau, con khỉ học xong võ công xuất thế, đập nát lăng tiêu. Như Lai thấy Tôn Ngộ không trước mắt thì trầm ngâm suy nghĩ. Là ngươi? Ngươi đến Thái Hư Thiên của ta làm gì? Ta đến đây để bái sư. Bái sư? Ngươi về đi. Sư phụ của ta sẽ không nhận ngươi làm đồ đệ. Đừng như thế mà nài. Sư phụ đã từng dạy có giáo dục thì không phân biệt loại người nào. Người thiếu tư chất nhất cũng đủ tư cách tu đạo. Ta hết lòng bái sư. Sư phụ sao có thể không thu nạp? Trong hai tháng này thằng nhãi này hình như đã nghe lén không ít. Ước chừng việc ngày thứ hai chúng ta luyện tập tu hành cũng đã bị hắn nhìn trộm. Đến cả yêu tinh ngũ đại tam thô như ta cũng trộm nhìn. Người này thật sự quá vô liêm sỉ. Thôi được, cứ xem sư phụ quyết định thế nào. Bạch Liên đồng tử, sư phụ của ta chính là vị đạo tôn đã trải qua vạn kiếp. Tập sư tôn, nhất định phải khiêm tốn, cẩn ngôn thận trọng, người biết chứ? Biết rồi, biết rồi. Đệ tử bái kiến sư phụ. Đứng dậy đi, ngoài hai người các ngươi, còn có ai tới không? Vị này là... Kẻ này. Sư phụ, đệ tử Bạch Liên, thành tâm cầu học. Lại đến một người bái sư. Đứng dậy đi, Mộ Không, Hùng Phách. Hai người các người quen biết Bạch Liên như thế nào? Các người ở Long Cung từng quen biết nhau. Đệ tử đã luận đạo một lần với Bạch Liên. Kết quả đương nhiên là đồ nhi thắng. Chính vì ngưỡng mộ pháp thuật của huynh Mộ Không, đệ tử liền đến Thái Hư Thiên để bái sư học đạo. Xin sư tôn thu nhận. Chu Toàn Không trực tiếp tỏ ý thu nhận đệ tử. Ông sợ sau này mình có nhiều đệ tử yêu quái, không tránh khỏi có khả năng phản bội sư môn. Vì vậy Chu Toàn nghĩ rằng nên thu nhận nhiều hơn một số yêu quái có mâu thuẫn làm đệ tử, và tạo ra phe phái giữa các đệ tử, dùng yêu chế yêu mới có thể đạt được sự cân bằng. Được rồi, thế thì ngươi chính thức trở thành đệ tử của ta. Xin chân thành cảm ơn sư phụ. Chưa đủ, vẫn chưa đủ, còn lâu mới đủ, còn kém xa lắm. Ta còn phải nhiều hơn nữa, mua nhiều hơn. Đại La Kim Tiên, hôm nay đã thành, cuối cùng cũng thành rồi. Chủ nhân ngẩng đầu lên. Thay ta mà ta một mình. Hắn ta đã hiểu liên đồng phẩm. Tướng mạo, người đã biết rõ rồi. Dù là chân trời góc bể, cao bà thước, dù mua lời ta cũng tìm được hắn. Nếu tìm được hắn, dù thiên phú thấp kém như ngươi, nhưng thành si tin là điều đáng mong đợi. Thiếu niên này là người như thế nào mà khiến ngài ấy coi trọng đến vậy? Từ Triệu đồng tử, ngươi không vào Phật môn, ngươi rốt cuộc đang ở nơi nào? Nếu không quay lại, vậy bổn tòa chỉ có thể tự mình đi tìm ngươi thôi. Không trở lại nữa. Nới lỏng cảnh giới hơn một chút. Vui sướng nhảy múa. Ngươi. Ồ, ngươi thế mà đột phá lên chân tiên thời kỳ cuối rồi. Tiểu sư đệ Bạch Liên, đừng quá chán nản nếu ngươi không đột phá được danh giới. Nhìn kìa, nó chẳng khác gì ngươi. Vậy thì thật vất vả mới đột phá được kim tiên chứ. Ta chỉ đột phá một chút thôi. Chẳng có gì to tát thế đâu.
so sánh được với mấy người. Đồ ngu này, đâu phải Tôn Ngộ Không của ta giống hắn ta. Không giống chú nhỉ, lão Tôn ta đây là đang xúc tích lực lượng. Ngươi hiểu không? Không biết. Kiếm này chính là môn đạo nhân. Chẳng lẽ đây là Bạch Liên đồng tử trong đạo giáo nổi tiếng của Tây Phương chúng ta sao? Đã bao lâu không gặp. Cùng với một đám bất nhập lưu yêu quái quấy hợp lại cùng nhau đi. Mũi đạo nhân, ngươi lặn lội đường xa đến tìm ta. Vì sao thế? Đã từng thiết thân cùng ngươi, cũng là có qua chủ tớ tình cảm. Sao chỉ trước mắt đã quên thiết rồi? Thiết thân tới tìm ngươi vẫn còn có thể có chuyện gì? Đơn giản chính là ôn chuyện một chút mà thôi. Ta và ngươi không có gì để hoài niệm cả. Ha ha, đừng nói quá phũ phàng thế chứ. Phật môn đối đãi người bất công như vậy, lẽ nào ngươi chưa từng nghĩ muốn đánh cho Phật môn một bài học? Ngươi đang nói gì? Chủ nhân nhỏ của ta vốn bất mãn với Phật môn, vậy thiết vì ngươi mà trả thù Phật môn một chút cũng không sao cả mà. Ngươi thấy thế nào? Chỉ ngươi? Cùng ta? Ồ, ngươi không tin ta? Ngươi muốn đi tìm sự phiền toái của Phật giáo đấy à? Tự đi đi, ta chỉ là một vị tiên nữ, không cần phải mang ta theo. Đừng vội từ chối. Dạy cho Phật môn một bài học thực ra dễ hơn nhiều so với những gì người nghĩ. Phật môn hiện nay đang mưu tính chuyện Tây Du. Những người mạnh mẽ đều được phái đi đến các nơi ở Hồng Hoang, chỉ còn lại số ít nhân vật giỏi trong nhóm. Đúng vậy, thiết thân hạ thủ thời cơ tốt. Ngươi chỉ cần đưa thiết vào linh thú túi là được, chỉ cần đem vào cửa Phật là ổn, còn lại không liên quan tới ngươi. Hoàn thành, thần thiết nguyện lấy thiên đạo lập lời thề. Thiếu phụ đối với nhu nhược đồng tử mưu đồ bất chính. Khi đứa trẻ chấp nhận số phận, người phụ nữ trẻ bị cú đấm đại uy thiên long của ta đập cho tan tành. Vân đạo nhân, ta dù đối với Phật môn ôm ấp oán hận, nhưng Bạch Liên ta sinh ra giữa trời đất, ta Thanh Liên không chịu nhận lòng thương hại bố thí của ngươi. Ta nhất định sẽ lấy căn cơ bản thân đột phá bình cảnh kim tiên này. Bạch Liên, người không muốn uống rượu ngon lại đòi uống rượu phạt, ta cho ngươi chút thể diện. Gọi ngươi là tiểu chủ nhân, thật sự cho rằng mình vẫn là chủ nhân của ta sao? Tiểu tiên nhỏ bé, mặc dù khiến ngươi thần hồn thiếu hụt, ta cũng sẽ cưỡng ép mang ngươi về. Ngươi thật sự nghĩ mình có quyền lựa chọn sao? Ta sẽ không bao giờ làm con chó của ngươi. Chết tâm đi. Hỏng ngươi cái Bạch Liên, đã như vậy, ta đây sẽ cho mi một bữa no nê. Bạch Liên, chết đi. Ai? Rốt cuộc là ai? Thật to gan, dám diệt phân thân của ta. Rốt cuộc đây là bậc đại năng nào? Bạch Cốt, chủ nhân, người có gì căn dặn? Đi theo phân thân của ta tới một nơi. Người ta muốn ở đó. Vâng, thưa chủ nhân. Ngươi phải nhanh nhẹn, nơi đó có một người phiền phức. Người này rất khó đối phó. Hắn ta có thể cản ngươi mang hoa Bạch Liên đi. Nhưng ngươi đừng sợ, ta ban cho ngươi một bảo vật. Ngươi hãy giả ý thác thân và chờ thời cơ hành động. Rõ. Sư phụ, đệ tử muốn học Đại Uy Thiên Long. Đại Uy Thiên Long gì chứ? Đại gì uy? Thiên gì long? Đó là thứ trẻ con học được sao? Ngươi mới nhập môn, cần phải tu dưỡng thân tâm trước. Thân xác chưa vững, sao có thể vọng môn thần thông? Đại Uy Thiên Long này là đại thừa Phật pháp, chân truyền của Phật gia, thâm sâu bao la. Há phải ngươi hiểu được, nếu không tu dưỡng thân tâm mà hấp tấp tu luyện, chỉ có thể lạc lối. Sư phụ, chỉ cần đệ tử rèn luyện gân cốt là có thể tu luyện Đại Uy Thiên Long rồi sao? Đúng vậy, so sánh với thần thông của các bậc tiên gia đạo môn, ngưỡng cửa Phật môn thì thấp hơn một ít, nhưng với người mới bắt đầu thì dễ học hơn. Đệ tử biết rồi. Đồ nhi, vi sư trước tiên sẽ truyền cho con một bộ pháp môn luyện thể nhập môn, gọi là La Hán Quyền, con hãy ngộ ra cẩn thận. Dạ, sư phụ. Đúng rồi, sư phụ, nếu đệ tử luyện thành quyền pháp này, có thể bắt đầu tu luyện Đại Uy Thiên Long chứ à? Không sai, chỉ cần luyện thành quyền pháp này là có thể bắt đầu tu luyện Đại Uy Thiên Long. Quyền pháp này không đơn giản như con nghĩ đâu, ít nhất cũng phải mất 2 năm rưỡi mới có thể coi là nhập môn. 2 năm rưỡi sao? Sao vậy? 2 năm rưỡi? Chẳng lẽ con không kiên trì nổi sao? Không, đệ tử nhất định sẽ dốc toàn lực. Đại sư huynh, bộ luyện thể quyết mà Bạch Liên tu luyện này có vẻ nhẹ nhàng hơn hẳn so với thần ma chấn ngục kính của bọn ta nhỉ? Luyện thể quyết này của Bạch Liên cũng là sư phụ truyền lại chứ sao? Mỗi người khác nhau, cách tu luyện cũng không giống nhau. Bọn ta là yêu quái, thể chất bẩm sinh đã rất mạnh mẽ, vì thế bọn ta mới tu luyện thần ma chấn ngục kính khắc nghiệt hơn. Bạch Liên sinh ra đã có thể chất yếu, chỉ có thể tu luyện quyền pháp này. Đã hiểu chưa?
Chúc mừng sư đệ đột phá được cảnh giới thiên tiên, đã tương đương với chúng ta. Chúc mừng nhé. Pháp môn do sư phụ truyền lại, quả nhiên thần kỳ. Sư đệ Bạch Liên, đạo pháp của đệ cũng tiến bộ nhiều nhỉ. Cũng tạm thôi, mới chỉ tu luyện đến mức áo cà sa kim thân thôi. Được lắm, ta muốn thử xem áo cà sa kim thân của Phật môn đệ lợi hại đến mức nào. Mê mông, sau khi tu luyện thành thiên tiên, sử dụng thể của phàm trần, có thể chống cự lại một cú đấm áo cà sa kim thân của ta. Sư đệ Bạch Liên, đệ rất muốn đột phá khỏi cảnh giới kim tiên phải không? Vâng, ai mà chẳng muốn chứ. Để lại đây, ta nói cho đệ biết. Ngươi cho rằng phú quý có dung mạo anh tuấn hay không? Ta cảm thấy hắn ta là người đàn ông đẹp trai nhất trên thế giới. Đệ nói đúng chứ, người đàn ông sành điệu và thời trang nhất phải kể đến hắn ta. Tên này thực sự lợi hại, chỉ hướng dẫn đôi chút mà trong thời gian ngắn như vậy đã có thể nhập định trực tiếp. Ta biến đấu chiến thắng Phật thành siêu Saiyan. Vài năm sau, khi được sinh ra, đập ta lăng tiêu. Đại náo thiên cung, Như Lai nhìn Tôn Ngộ không ở trước mắt, ra vào trầm tư. Ha! Đấng thúc, ta nghe nói chú và Hắc Sơn Đại Vương có chút giao tình. Rốt cuộc nó sống ở hòn đảo nào? Chính Phương Sơn đâu? Hắc Sơn Đại Vương, ý chú là đạo hữu Hùng à? Đúng, chính là hắn. Sao vậy? Chẳng lẽ vì chuyện tiệc thăng tiên mà chú định gây phiền phức cho hắn? Không không không, chú đang hiểu lầm rồi. Lần trước ra tay với Hắc Sơn Đại Vương, hắn liền lấy cảnh giới hợp đạo cùng cháu trai đánh đấu. Mà sư huynh của y là Mỹ Hầu Vương còn đánh ngất Lãnh Bách Liên bằng một quyền. Hay yêu này hắn tu luyện pháp thuật tinh thông không đơn giản. Cháu muốn đi bái sư, tu luyện đại thần thông. Có chuyện gì, thúc đằng? Được rồi, những ngày này ta sẽ đưa người đến bái kiến đạo hữu Hùng. Thì ra là ngươi, ta tưởng là kẻ xâm lược từ đâu đến. Hóa ra là hai người, lâu rồi không gặp, dạo này khỏe chứ? Có chuyện gì, ngươi? Cảnh giới của ngươi, sao chỉ trong vòng 2 năm rưỡi mà đã đạt đến cảnh giới thiên tiên? Thiên tiên thì nhằm nhò gì? Kia, các người hãy nhìn xem. Bạch Liên đồng tử à, sao lại có thể sắp đột phá cảnh giới kim tiên rồi? Nói ra thì dài dòng, thôi thì Bạch Liên chính là sư đệ chúng ta. Các ngươi cũng đến bái sư? Không không không, chỉ có cháu trai ta là bái sư thôi. Không ngờ cảnh giới tu vi sư đệ lại có thể đạt đến mức độ này. Thực sự không thể tưởng tượng nổi, ngay cả bản thân ta cũng suýt bị uy thế sư đệ làm cho sợ. Sư huynh nói đùa, tiểu Bạch Long muốn đến bái sư. Nhưng nơi này của chúng ta không thiếu sư đệ, chỉ là sư phụ ta không tiện đi lại lắm. Nhưng lại thiếu một con tuấn mã. Không được, tộc rồng chúng ta sinh ra nơi đất trời, sao có thể trở thành tuấn mã của người khác? Ta tuyệt đối không đồng ý. Tiên nhân tôn đây là đang thử thách chúng ta. Lời này không thể tin được. Các vị tiên nhân, có thể cho cháu trai bái kiến vị pháp sư đó không? Đương nhiên là được, hi hi. Ố kim sắc truyền thuyết, không hổ danh là bậc đại nhân có thể dạy dỗ nên đệ tử như vậy. Quý vị vui lòng chờ trong giây lát, sư phụ sắp về rồi. Linh hồn loài người đã bắt xong, còn thiếu của yêu tinh nữa. Yêu tinh, có hồn của yêu tinh lớn nào không? Có 2 con, một con khá rắc rối, là Xích Long Vương của Long Cung Tây Hải. Tuổi thọ của người này đã hết, nhưng vì là người của Long Cung, phải đàm phán với Long Cung. Việc này không liên quan đến chúng ta, báo cáo với đại vương là được. Chỉ còn lại một yêu tinh nữa. Đại vương Hắc Sơn, tiền thân là một con gấu nâu. Tiếp theo hãy bắt hồn của Hắc Sơn Đại Vương này. Được. Ta muốn hỏi các vị tiên, điểm này của cháu có lọt vào mắt xanh của tiền bối không? Cứ yên tâm, mộ không từ chất không tệ, chắc không sao chứ. Vậy lão lòng kia, ta liền yên tâm rồi. Cháu ta giao phó cho các vị đạo hữu và các vị thượng tiên cố gắng chiều cố. Đến lúc rồi, bắt đầu luyện đan thôi. Đăng Long Vương bái kiến tiền bối. Long, là Long Vương. Giống con xin bái kiến. Sư tôn, sư phụ. Đây là một Long Vương ở vùng biển lân cận, từ lâu đã ngưỡng mộ đạo pháp của sư phụ, đặc biệt dẫn theo cháu trai đến đây để bái kiến. Hùng, xin sư phụ ban cho một cái tên.
Long tộc sao? Vậy ngươi liền xưng là Ngao Liệt đi. Hả? Sao vậy? Cái tên này chẳng lẽ không hợp? Không hợp đâu. Đa tạ sư tôn ban tên. Sư phụ, đệ tử Ngao Liệt sẽ không để sư phụ phải thất vọng. Ngao Liệt, nghe đồn ngươi là một con bạch long. Vâng, sư phụ, đệ tử bản thể là một con bạch long. Vậy ngươi có thể bay không? Sư phụ con có thể bay. Vậy ngươi có thể đưa vi sư bay một vòng quanh đại hư thiên không? Tất nhiên là không được. Sư phụ, vậy chẳng phải là thành tọa kỵ rồi sao? Đây không phải tọa kỵ, mà là dụng cụ giao thông. Kiều Đồng, Quan Cước, Đồ Nhi, đây không phải tọa kỵ. Ngươi tưởng tượng xem, ngươi đeo một thanh bảo kiếm đi một vòng quanh Thái Hư Thiên, có phải nghĩa là ngươi đã trở thành tọa kỵ của thanh kiếm đó không? Ngươi hãy nghĩ lại xem, nếu vi sư chỉ là một miếng vải rồng của ngươi, miếng vải rồng đó cũng sẽ theo ngươi mà bay. Có phải ngươi là tọa kỵ của miếng vải rồng đó không? Điều này rõ ràng là không hợp lý. Sư phụ, đệ tử nghĩ thông rồi. Đệ tử xin tuân lệnh.